Xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu các bác em về một loại túi lưới nylon của Israel. Đây là cái màng nhà kính của Israel này. Nó quá đặc biệt là nó rất là dày các bạn. Đây, nó dày lắm. Đấy, dày lắm. Dày hơn cái của những cái mà người ta hay gieo mạ các thứ. Cái này nó khổ của nó là 6 mét, khổ nó là rộng 6 mét, dài thì của nó là rơi vào chỗ này, cả cuộn này thì chắc là không ai lấy hết đâu các bạn. Đây là máy xay này các bạn. Cái này đây, hôm qua em vừa lấy về một kiện nguyên của nó. Đây là nhập khẩu nguyên cuộn. Thì cái này khi mà các bác muốn che mưa ấy, thì các bác nếu mà các bác cứ che bình thường, hoặc đây nó có một cái lẹp nữa các bạn. Cái lẹp này để sử dụng cho cái mục đích là định vị cái này. Đây. Các bác thấy dễ không? Đấy, khi mà lẹp vào là nylon ở đây. Là kẹp chặt luôn. Đây, khi mà mình muốn nắp ấy, hoặc mình muốn tháo ra nhé, thì mình dùng cái con rắc này. Đấy. Con rắc này nó có thể rất là cơ động. Các bác muốn dài đến đâu hoặc định vị thì các bác dùng cái này nha. Em thử lắp vào xem nhé. Này, nên em tháo ra. Cái này tháo lắp rất là dễ dàng. Đấy. Còn khi mình muốn lắp vào các bạn, đây. Cái thanh này mục đích chính là để lẹp, để cho cái phần nước ở đây này nó không bị trôi này. Hoặc nó định vị kẹp và dít vào đây luôn. Đây là một cái lẹp sắt này, các bạn ở dưới kia có cái lẹp sắt thì mua cái lẹp này. Đấy, nó như này. Xong bây giờ em nhấc ra. Bây giờ em muốn ghép vào nhé. Bây giờ em muốn ghép vào thì em sẽ làm như này. Em sẽ làm như thế này là được. Đấy, nó kẹp vào trong này. Thì tuyệt đối là ở đây là nếu mà là cái phần đằng sau này nó khít luôn. Đấy các bạn, đấy. Đấy, đằng sau này khít thì khi các bác dựng nó lên hoặc là treo lên trên trần thì có những cái nạp này nó đỡ, thì nước mưa sẽ không chảy xuống được. Đấy là ưu điểm của cái nẹp này. Đấy, bên dưới này nó rất là cơ động. Còn nắp vào thì cũng dễ, còn các bác tháo ra cũng dễ. Đây, tháo này. Đấy, cái này tháo ra đúng không? Cái màng y xe này em bán là 1 mét dài, nghĩa là 6 mét vuông các bạn. 6 mét vuông nghĩa là nó rơi vào 110.000. Cụ thể ví dụ như các bác khổ này là khổ 6 mét nhé. Các bác bỏ lấy 3 mét, ví dụ lấy 3 mét dài thì 336 là 18 mét vuông thì nó có giá là 330.000. Đây là cái màng xe. Đây là cái màng để che mưa. Nó sẽ có thể sử dụng tầm khoảng 5-6 năm. Bởi vì cái nhựa này rất là dày. Theo tiêu chuẩn của châu Âu, nhập khẩu nguyên cuộn này về. Đấy, cái máy xay để che mưa các bác nhé. Mùa hè các bác muốn nan nó không thối nhũn thì sử dụng cái này rất hiệu quả. Hôm nay em về thêm phi điệp trắng đài. Đây, phi điệp trắng đài đang nụ này. Cây đẹp lắm. Dài nữa các bác. Phi điệp trắng đài này em bán là 160.000 một chậu. Đấy, chậu 2 thân. Còn chậu 1 thân thì em bán là 120.000. Đây là phi điệp trắng đài các bác nhé. Một thân là 120. Đấy. Số lượng có rất là nhiều luôn, tuần sau về nhiều lắm. Các bác nhìn thấy đẹp không? Cái lụ của phi điệp trắng đài nó xanh sạch này. Đấy. Đấy, nó xanh sạch như này. Nếu mà phi điệp rừng mà nó xanh sạch như này thì cũng chuẩn hàng đột biến các bác nhé. Ngoài tấm lưới tấm màng Israel này ra thì em có lưới Nhật này. Khổ này lưới Nhật là khổ 1.8 x 5.1. Các loại giớn như là trụ giớn em vẫn có này, trụ giớn 15.000 một trụ này. Bảng giớn 10-40 thì 13.000 này. 15-40 trong này là 15.000 này. Đấy. Đấy, bảng 15-40 này, 15.000. Bảng này đã sử dụng lâu, dùng lâu nhãng rồi. Còn đây là móc kẽm loại chịu lực này. Móc kẽm chịu lực loại này là 4.000 một cái này. Loại này dài gần 1 mét không ạ? Còn phân trì tan chậm này thì 120 một cân. Túi này nó 5 lạng.
Còn đây là lưới thái. Lưới thái khổ loại khổ nó là 2 mét. Các bác ví dụ lấy khoảng 5 mét này, khoảng là 10. 5 mét như này khoảng 10 mét vuông thì các bác sẽ 10 mét vuông thì các bác mua 5 mét dài là được. Đấy. Phân dây đóng túi này thì túi này thì là 2.000 một túi này. Túi loại 20 phân là 2.000, túi 30 phân là 3.000. Đây là phân dê. Còn phân dê hàng cân thì vẫn là 15.000 một cân các bác. Nha, phân dê cân này là 15.000 một cân. Còn phân cá Úc là em bán là 35.000 một cân. Phân cá này nó có dạng hạt như hạt chuồn quế này. Thấy không này? Còn đây là túi lưới này, 100.000 một cân. Các loại thuốc khử trùng như là Bencola là 30.000 một lọ này. B1 Thái là 30.000, B1 Mỹ này là 35.000. Keo liền sẹo của Mỹ này cũng 45.000, Hùng Nguyễn là 22.000. Super Thai là 200. Đấy các loại vật tư. Còn về lan thì hôm nay em có thêm những cái dòng đề kiếm semi lưỡi hồng này. Semi lưỡi hồng này em bán là 1 triệu là một mẹ một con như này. Đây 1 triệu một mẹ một con. Còn thân như này là 800 một thân. Đây cụ thể cái này là hai thân là 1.6 triệu này. Đấy. Đây nè, các bác lấy chậu 3 4 thân cũng có. Đây, một mẹ một con đây là 1 triệu mẹ một con này. Semi lưỡi hồng. Còn cát vô cương sơn nhà em mới lở này. Đấy, nhìn chất lượng không có. Bông cát vô cương sơn này nó phối màu rất là đẹp. Vàng lại đỏ, đỏ. Vô cương sơn này bây giờ em có hàng này. Cái hàng này là từ các bác cứ chăm là đến khi có mèo là cái lá này mọc xong nó sẽ ra mèo. Vô cương sơn này em bán là 200 một chậu. Chậu rất là nhiều thân, cái này trồng bằng giớn cù lần của Đà Lạt, Lâm Đồng. Cái này là của hàng Việt Nam. Vô cương sơn 200 một chậu. Còn đen dâu da da này là em bán 70.000. Hôm nay em về thêm chậu xanh Huế nữa. Xanh Huế này lá sần các bác. Đây. Xanh Huế lá sần. Giá 2 triệu một chậu này. Một chậu 2 triệu. Đấy. Nó sần. Đây. Sần là nó không láng các bạn, nhưng mà em nghĩ là nếu các bác chăm giỏi và luyện tốt thì khả năng nó sẽ chuyển sang lá láng đấy. Bởi vì sần là nó do những cái con ấy nó ăn thôi. Nếu mà khỏi được là không bị đâu. Nếu mà bón nhiều super thai và khả năng là ổn đấy các bác. Nó sẽ đến khi đẻ con nó hết sần là đẹp, là ok luôn. Đây à. Còn đây là khóm xanh Huế lá sần 4 triệu này. Hai thân một con là 4 triệu này. Bên này là vũ lữ vàng tuyền. Vũ lữ vàng tuyền này em bán là 150 một chậu đang nụ. Đen rô lắng bò vàng. Đen rô lắng bò vàng vẫn bán là 65.000 một chậu các bác nhé. Còn bên này là kiếm xanh Thái. Xanh Thái đây là 1 triệu là 3 thân này. 700 là 2 thân này. Đấy, kiếm xanh Thái. Đây mặt hoa vũ lữ vàng đây. Em còn sẽ chơi cái hoa này được khoảng tháng. Chơi thoải mái, chơi lâu lắm loại vũ lữ này. Bên này là cát mini. Cát mini em bán 120 một chậu đang nụ. Mini tầm này đang nụ nhiều lắm này. Còn đây là kiếm vàng Thái. Kiếm vàng Thái này em bán là 150 này. Kiếm Thái hoa vàng 150. Bên này là hoàng nhạn, nó đang treo nhiều phết các bạn. Hoàng nhạn cũng hay. Còn đây là kiếm xanh Huế gieo hạt. Đấy, hàng Việt Nam gieo hạt là bằng giớn với cả bằng vỏ thông, không phải bằng cái quả dừa đâu các nhá. Nó mới chuẩn xanh Huế gieo hạt. Xanh Huế gieo hạt là 100 một chậu. Còn Phan Chí gieo hạt là 100 một chậu. Đây, vừa mới lấy về đây. Đủ phục vụ cho các bác. Phan Chí gieo hạt 100 một chậu. Còn đây là Đai Châu. Đai Châu Thái này, các màu sổ số này. 150 một chậu. Trầm Biên Vàng này em bán là 160. Còn trầm rồng đỏ đang nụ này cũng 160 này. Đấy. Đấy, đã bắt đầu lên mầm gốc rồi các bạn, trầm rồng đỏ ấy.
chấm đường đỏ 1.6. Đây có những chậu thân như này mà giá chỉ có 1.6 thôi, hết sức rẻ quá. Để làm giống thì ok lắm ấy. Bên này là kiếm số 1 của Thái và số 3. Số 1 Thái là 300. Số 3 của Thái cũng 300 các bác nhá. Đấy, em đang trồng rất nhiều đây. Kiếm số 1, số 3. Còn Hoàng nhạn này thì em bán là 130.000 một cây. Đây là hoàng nhạn, cao khoảng hơn chục phân, 15 phân. Đấy, giới thiệu có hoàng nhạn này, dễ chơi này. Còn bên này là kiếm vị hoàng. Kiếm vị hoàng này hình số 4 này là 2.8 này. Hình số 2 này là 3 triệu này. Đấy, nó chỉ có 2 thân thôi. Dễ là phát triển ok lắm rồi. Hình số 5 này là 3 triệu này. Đấy. Hình này thì 2.5 triệu. Đấy, có chậu rẻ nhất là 2.5 triệu nhá. Là 2 thân. 2.5 triệu. Đấy, 3 thân này thì em tính là 2 thân thì cũng tính 3 triệu thôi. Vị hoàng em nó hơi đắt, toàn 3 triệu mới 2.5 triệu thôi. Tổ quạ em vẫn có nhiều nhá, tổ quạ 15.000. Tối còn các bác.